Hello các bạn, hiện giờ thì Việt Thảo đang có mặt ở trong hội chợ triển lãm quốc tế về ngành làm đẹp Cosmoprof ở tại Las Vegas. Năm nay Việt Thảo khám phá được một sản phẩm vượt trội trong ngành nail của năm 2019, đó là bột nhúng Nitro. Bột nhúng Nitro do công ty Nitro sản xuất có tên gọi là Nitro Healthy Dipping System. Tại sao bột nhúng Nitro là vượt trội hơn những sản phẩm khác? Nó có những cái hơn đặc điểm như thế này: mịn màng hơn, tự nhiên hơn, màu sắc chuẩn xác hơn, chất lượng ổn định hơn, giá cả nhẹ nhàng hơn, dễ sử dụng hơn, đạt tiêu chuẩn an toàn hơn vì được làm và sản xuất tại Hoa Kỳ. Bột nhúng Nitro là sự chọn lựa tốt nhất cho các bạn của ngành đẹp. Nitro Healthy Dipping System, the best choice made in USA. Việt Thảo rất thích ăn ở Hip Hop và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng Hip Hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Các bạn ơi, trong khi xem video clip của Việt Thảo, khi nào thuận tiện nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Yeah. OK. Trước hết thì Việt Thảo xin gửi lời chào đến các bạn đang Carden Nguyễn is watching. Kiên, xin chào Kiên. Chào Trần Quyền Phong, hello. Minh Hiếu, xin chào, chào cậu ba, à Minh Hiếu. Nguyễn Nhân Ngọc, xin chào. Giang Thanh Trần Thủy là đang ở bên Nhật nha, cháu đang nhìn cũ ở bên Nhật Bản. Thanh Bùi, à hello Thanh Bùi. Người em ở bên Thụy Điển. Vi Miracle. Hi, Vi Hồng Mến. Hello, biết bao nhiêu trái tim luôn. Xin chào các bạn. Chú cho hỏi hôm nào làm lại chương trình món ăn vậy? Ok. Cái câu trả lời đầu tiên, Việt Thảo đang thực hiện một loạt những cái câu chuyện liên quan đến thế giới thứ ba. Đó là những chuyện liên quan đến tâm linh hay là các bạn cho là ma đã gửi về cho Việt Thảo. Như lời hứa thì Việt Thảo sẽ kể những cái câu chuyện ma và sau đó thì cũng đọc những cái câu chuyện hay kể là những câu chuyện mà các bạn đã gửi về. Việc này Việt Thảo làm là theo lời hứa. Thứ hai là theo yêu cầu của các bạn và nhân dịp cái tháng Halloween. Tháng Halloween nó gọi là tháng ma quỷ ở tại Mỹ. Thì cái dịp này kể chuyện ma cũng được. Cái câu hỏi là chừng nào mới làm lại cái chương trình đi thu hình ăn uống? Vấn đề thu hình ăn uống không phải là mỗi ngày hay là mỗi tuần. Khi nào mình thuận tiện có thời gian, thí dụ như có nhà hàng hay có người nào cần mình đi thu hình hay là muốn mình thu hình thì mình đi. Hoặc là mình cảm thấy rằng cái nơi đó mình thích, mình muốn giới thiệu thì mình làm. Chứ không nhất thiết là nó phải giống như mỗi ngày. Cho nên chừng nào thu hình trở lại thì khi nào có thời gian và có điều kiện hay phương tiện thì lúc đó sẽ thu hình lại. Chứ không phải là vì mình thu hình mình làm cái chuyện bên lề về ma rồi mình bỏ không thu hình chuyện ăn uống. Không phải nha. Dạ. Bây giờ cho dù hết cái tháng Halloween, hết cái tháng Halloween mà Việt Thảo chưa có đi thu hình chuyện ăn uống ở nhà hàng thì nếu không đọc chuyện ma hay không kể chuyện ma thì Việt Thảo ngưng, chỉ có vậy thôi. Cho nên nếu
mà Việt Thảo không có đi thu hình ăn uống, thì những cái câu chuyện mà Việt Thảo sẽ tiếp tục kể cho các bạn có còn hơn là chúng ta không có gì hết, có phải không nè? Xin lỗi Việt Thảo nói hơi nhỏ tại vì ngồi ở trong lounge đó, mình không có nói chuyện lớn được, hy vọng các bạn nghe rõ. Phạm Duy Tường hỏi tối nay có chuyện ma không chú? Cái câu hỏi này để trả lời cho các bạn, nói tới mới nhớ là xin chào Liên Phương Mai nha. Liên Phương Mai cũng đang... cuối tuần này Việt Thảo đi đâu ta? Denver, Colorado. Sau đó là qua bên chùa Bồ Đề ở New Orleans. Yeah, đúng rồi. Thành ra nếu mà có cơ hội thì gặp được Liên Phương Mai ở Lafayette. Yep. Ok, hồi nãy nói tới đâu rồi ha? Cho nên các bạn hỏi là tối nay có chuyện ma hay không? Cái chuyện ma mà thực hiện với hình thức chuyện bên lề mà Việt Thảo gửi cho các bạn, khi nào Việt Thảo thu hình xong, edit xong là mình upload, mình post lên trên YouTube cho các bạn xem liền, chứ không có chờ đợi. Cho nên nó tùy thuộc hên xui. Thí dụ như Việt Thảo upload lên, nếu bên đây là ban ngày thì bên đó bên Việt Nam sẽ là ban đêm, mà nếu ở bên Mỹ ban đêm thì ở bên Việt Nam sẽ là ban ngày. Cho nên không có chuyện tối nay hay là tối mai, nó có thể buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều nhé. Tùy theo hên xui thôi. Chừng nào xong là upload lên liền. Rồi, xin gửi lời chào đến các bạn. Terry Phan, chú Thảo sao không đến Greensboro, North Carolina? Chú Thảo có đến North Carolina, đến Charlotte, làm việc với thiền viện Minh Năng Quang, nhưng không có đến Greensboro, tại vì ở Greensboro người ta không có tổ chức show hay là mời Việt Thảo về đó. Có lần đến Greensboro là làm đám cưới nhé. Đức Dương, Nguyễn Cao Toàn, Mimi Nguyễn, Trần Tiến Thanh, chuyện buồn về tình yêu đi chú ơi để ngủ. Nói đây mới nhớ có nhiều bạn nói cũng hơi nặng lời, nói rằng bây giờ đó thích chú đi làm review về ẩm thực. Nếu chú không làm review ẩm thực mà chú cứ kể chuyện ma là con sẽ unsubscribe chú. Ngon vậy, tức là quỷ đăng ký đi, tức là một cái lời hăm dọa đó. Nếu mà không làm ẩm thực là quỷ đăng ký. Các bạn ơi, tôi làm chuyện ẩm thực hay chuyện ma hay là phóng sự là tùy theo cái hoàn cảnh của mình, lúc nào làm được cái gì nha. Còn các bạn áp lực quá tôi cũng chịu thua thôi. Nếu bạn nào đó muốn unsubscribe hay là miễn quỷ đăng ký thì cứ tự nhiên, cho tôi không thể chiều thôi ý bạn phải làm ẩm thực hoài. Thứ nhất, không có thời giờ. Thứ hai, các bạn biết thực hiện một chương trình ẩm thực chi phí bao nhiêu không? Nhá. Không phải muốn quay là quay. Cái thứ ba, không phải là chỗ nào tiệm nào mình muốn vô quay cũng được. Nhá. Các bạn thấy vậy, nhiều các bạn nói tại sao ăn không trả tiền, chi phí trả tiền thực hiện còn nhiều hơn cái tiền ăn nữa các bạn. Nhá. Chú Thảo làm công việc gì vậy? Nguyễn Thành Khởi hỏi là chú Thảo làm công việc gì? Cảm ơn nha các bạn. Team cho nhiều team cho Việt Thảo. Nguyễn Thịnh Khởi hỏi là chú Thảo làm nghề gì? Chú Thảo làm gì vậy? Thì chú Thảo làm MC. Yeah. Anna, chú làm ẩm thực con trầm chả nước miếng để bắt định. Yến Mai, chào Việt Thảo. Peter Nguyễn kể chuyện ma tiếp hả chú? Billy Bình Đào. Ê, chào Billy Bình ở Toronto. Vi Hồng Ngôn, mến kể họ đi ạ. Phan Hồng Gắm, con chào chú Thảo. Phạm Duy Tường, chú Thảo về làm seafood ở Tân Cảng. Thạch Thanh Hiệp, dạ chú ơi, chuyện Minh Lê sao con không thấy chú tâm tình như lúc trước đó. Tôi đã vừa giải thích mà các bạn vẫn không hiểu. Các bạn nói sao không thấy tâm tình như lúc trước? Như Việt Thảo nói là trong cái tháng Halloween này, hiện giờ những cái câu chuyện ma của Việt Thảo chưa kể. Khoảng 40-50 chuyện ma chưa kể của Việt Thảo. Hiện giờ là đang kể và đọc lại những cái câu chuyện của các bạn gửi vô. Khoảng 60-70 chuyện chưa đọc. Cho nên cái lượng chuyện ma rất nhiều. Có thể nói cái kho tàng chuyện ma trong dân gian rất nhiều. Có một điều nữa là như Việt Thảo nhắc nhở là các bạn nào đã có những cái câu chuyện mình viết mà đã nhờ người khác đọc rồi, hay gửi lên những cái trang web khác, hay là những cái chỗ nào đó mà có người kể rồi đọc rồi, thì không nên gửi về cho Việt Thảo.
Tại vì gửi về đọc lại thì nó trùng lắp, nó kỳ. Còn nếu các bạn muốn gửi cũng được, nhưng mà nhớ nói cho biết là cái đó đã đọc ở đâu rồi, hay đã nhờ ai đọc bao lâu rồi, để mình biết coi mình có nên đọc hay không nhé. Hay là nếu có đọc vì hay kể lại vì thấy cái chuyện hay quá, mình có thể cho người ta biết là chuyện đó đã được đọc ở đâu. Còn một điều nữa, thì hiện giờ có những cái thơ gửi về Việt Thảo để đặt những câu hỏi, nhờ tư vấn trong vấn đề tình cảm hay những cái điều rắc rối trong đời sống. Việt Thảo chưa trả lời được là tại vì không lẽ đang kể chuyện ma, rồi cái sau khi dứt cái phần chuyện ma của mình trả lời thư tín, nó chốt quốc à, nha, nó không hay. Thôi thì để cho qua cái đợt đợt Halloween, nó còn mấy ngày nữa thôi, để coi Halloween chấm dứt ngày nào nè. Halloween là ngày 31 tháng 10. Các bạn ơi, 31 tháng 10 là Halloween. Hôm nay là 24 rồi, còn có 7 ngày nữa là hết rồi nghe. 7 ngày mình làm giỏi lắm được 7 chuyện ma không? Mình còn nhiều lắm chưa làm. Thì nếu sau đó mà Việt Thảo không có đi làm phóng sự, hay là không có thu hình đi ăn ở nhà hàng, thì Việt Thảo sẽ tiếp tục kể chuyện ma cho các bạn. Và song song đó mình sẽ trả lời thư tín của các bạn. Thì những cái chuyện bên lề nào mà tâm tình trả lời thư tín thì Việt Thảo sẽ không kể chuyện ma, hoặc là những cái chuyện ma mà ngắn ngắn Việt Thảo sẽ kể nhé. À, cái livestream cũng hay quá, chúng ta có dịp để nói chuyện trực tiếp luôn. Nhưng mà Việt Thảo xin lỗi, rất tiếc là không có đọc được các bạn nhiều thì vậy trong khi nói chuyện nhé. Ok, thấy chú còn xuất hiện là mừng. Lê Hải chào chú. Nguyễn Gô, con gặp ngoài đời luôn chú Thảo. Đạt Trương, kể chuyện ma Cà Mau đi. Toàn Đặng chào chú. Phạm Duy Tường, ôi còn một tuần nữa thôi à. Tên đăng nhập, chú Việt Thảo đi Morocco đi đẹp lắm. Đó. Các bạn có ý tốt nên có đề nghị Việt Thảo nên đi chỗ này đi chỗ kia. Nhưng mà các bạn quên một điều, Việt Thảo không có phải đi du lịch đi chơi rồi sẵn đó xách máy quay, không có. Thứ nhất là Việt Thảo rất bận, không có thời giờ đi đâu cả. Nếu đi là đi làm việc, đi làm MC cho một cái chương trình nào đó, có thể là live show, có thể là đám cưới, có thể là cho chùa, có thể cho nhà thờ, có thể cho cộng đồng, mình không biết. Nhưng mà khi đi là đi làm việc hay là đi thu hình. Còn bây giờ tự nhiên đi Morocco chơi rồi thu hình, cái đó chắc không có rồi, Việt Thảo không có thời gian nhé. Cho nên khi muốn đi thu hình ở đâu là mình có chủ ý mình đi, mình thu hình, chứ không phải như một số anh em sẵn dịp đi chơi rồi cầm máy thu rồi bỏ lên, không có làm cái đó nhé. Carrie Mings, when do you come to Cambodia again? Đó, như Việt Thảo vừa trả lời rồi các bạn nghe đó. Việt Thảo không có chuyện gì để đi Campuchia cả, cho nên mình không có đi. Hồi xưa đi là tại vì trung tâm dân sơn quay phim ở bên đó, thu hình ca nhạc bên đó, cho nên mình đi. Bây giờ không có cái cớ để đi nhé. Teresa Nguyên xin chào, hình như người Cà Mau. Con chào chú Việt Thảo. Tâm Quỳnh con chào chú. Thảo Quyên con chúc sức khỏe chú và chúc sức khỏe gia đình ạ. Thanh Lê, chú Việt Thảo ơi, kể chuyện ma Cà Mau đi chú. Các bụi, em kể chuyện ma em nghe hay ạ. Có nhiều bạn gửi chuyện ma cho Việt Thảo thì nhớ ghi trong đó là chuyện đó là của mình hay của ai, có kể đâu chưa, có đăng đâu chưa. Điều thứ hai, đối với Việt Thảo, chuyện ma dài ngắn không quan trọng. Các bạn viết chữ trúng sai chính tả, có câu cú hay không không quan trọng. Tại vì mỗi người có một cái lối hành văn khác nhau. Có nhiều bạn vào xem chuyện bên lề về chuyện ma, có nói với Việt Thảo là lựa chuyện nào hay hay hãy đọc hay kể. Thì Việt Thảo xin thưa, Việt Thảo không muốn làm điều đó. Tại vì đối với Việt Thảo, mỗi một câu chuyện là một cái kỷ niệm của mỗi một người, mỗi một cái sự trải nghiệm của mỗi một cá nhân. Cho nên Việt Thảo rất là trân quý, không có coi cái nào dở mà không có coi cái nào hay, và cũng không cho rằng cái nào dài, cái nào ngắn. Tuy nhiên những cái chuyện quá ngắn Việt Thảo sẽ dồn lại để làm cùng một lúc nha, nhiều chuyện ngắn cùng một lúc. Còn cái nào hơi dài mà đủ kể một lần thì Việt Thảo sẽ kể một lần. Bây giờ thì có nhiều bạn cũng đề nghị là mình lựa những cái chuyện lạ lạ, chuyện bên Mỹ, chuyện bên Úc, chuyện bên Tây. Thì Việt Thảo không biết cái chuyện nào là chuyện lạ. Rồi có người nói, chú ơi, chuyện ma bên Mỹ nó là quỷ không à, không hay bằng chuyện ma Việt Nam.
Cho nên mỗi người mỗi ý thôi, thì để cho Việt Thảo như thế này. Ai gửi trước thì tôi kể trước, đọc trước. Ai kể sau thì mình đọc sau. Tuy nhiên, có thể có những cái chuyện mà bất ngờ khi Việt Thảo nhận được, thấy cần phải đọc liền, kể liền hay giải quyết liền, thì Việt Thảo có thể ưu tiên cái điều đó. Tôi không nói điều này. Tôi không nói rồi, nói cái có nhiều bạn sẽ bắt mối đó để mà tìm cách để mà cho kể trước, không có nha. Thôi được, nói được không sao. Chẳng hạn tôi có nhận một cái câu chuyện của một em gửi đến. Em này ở Thái Lan. Và tôi muốn kể liền cái câu chuyện này, tại vì tôi muốn giải quyết một vấn đề, nó có thể liên quan đến cái đời sống, cái sinh mạng hay là cái cuộc sống của người đó. Cho nên tôi muốn kể cái câu chuyện hay đọc cái chuyện đó. Mặc dù em gửi cho tôi, em không có yêu cầu kể trong chuyện mình lại. Em chỉ gửi cho tôi tại vì em muốn có một cái chỗ release được những cái mà em đang lo sợ. Em chỉ dùng tôi, gửi cho tôi để tôi đọc, đang chia sẻ, chỉ có vậy thôi. Và em cũng yêu cầu đừng đọc trong chuyện mình lại. Khi viết nửa chừng thì em ngưng ngang, tại vì em có cái feeling không tốt. Sau đó thì em lại tiếp tục gửi cho tôi nữa. Và khi cái câu chuyện thứ hai gửi tới thì em rất lo sợ, vì không biết phải làm như thế nào, cho nên em mới nhờ tôi trả lời. Tôi có hỏi ý kiến em là tôi muốn đưa lên chuyện bên lề, tại vì khi trả lời nói chuyện nó đầy đủ hơn, còn viết thì nó lâu lắm, tại mình cũng không có thời giờ. Em đã đồng ý. Và cái chuyện bên lề kế tiếp nói về chuyện ma sẽ là một cái câu chuyện của em hiện đang sống ở Thái Lan, kể về chuyện ma ở Việt Nam và chuyện ma ở Thái Lan hiện đang xảy ra trong gia đình của em. Và tôi phải giải quyết cái chuyện này ngay lập tức nha. Rồi, xin cảm ơn. Các bạn nhớ, chuyện ma kế tiếp khi tôi có thời gian tôi sẽ thực hiện là chuyện ma của một em ở bên Thái Lan nha. Còn các bạn nào đã gửi trước đây thì yên tâm, tôi dần từng bước tôi sẽ kể hết. Nếu không kịp mùa Halloween này cũng sẽ kể trong những ngày tháng kế tiếp nha. Chúng ta sẽ có chuyện, tôi bảo đảm. Nhiều khi mình có chuyện cả năm coi không hết nha. Các bạn yên tâm, bên cạnh đó khi nào tôi có cơ hội đi thu hình ăn uống thức ăn của nhà hàng thì tôi sẽ đi, hay làm phóng sự thì sẽ có nhé. Sau Halloween thì sẽ có cái phóng sự về đi hái cái trái Blackberry ở tại Seattle, Washington State. Tôi đã thu hình rồi nhưng mà vì kẹt một cái loạt chuyện ma cho nên mình không có đưa lên được. Ok, còn cái gì để nói nữa đây? Dạ, nhiều chuyện tâm tình lắm. Kiên, chú có định đến quán chú Dân Sơn review đó? Nhiều bạn hỏi tôi những câu tôi khó trả lời lắm, rất là tế nhị. Cái thứ nhất là quán chú Dân Sơn ở Việt Nam, mà hỏi có định không, không có về Việt Nam thu hình được, trừ trường hợp có công ty nào bảo lãnh hay là sponsor hay là mướn Việt Thảo về làm thì được. Việt Thảo không giống như những anh em khác đi du lịch rồi quay chơi chơi. Tôi thấy có em đi vô quán người ta rồi đi lời ăn rồi quay thoải mái, nhưng mà Việt Thảo không được. Việt Thảo muốn về thu hình bất cứ một cái quán nào ở Việt Nam phải có sở văn hóa hay là cục biểu diễn gì đó chấp nhận, mà qua trung gian của một công ty mướn Việt Thảo thì mới được nhé. Ok, Minh Dư Đào, sao bác không quay về đoạn nữa vậy? Có lẽ các bạn hỏi mà không nghe tôi trả lời. Như vậy thì những cái câu hỏi nào tương tự như vậy tôi sẽ không trả lời, và các bạn xem lại trong chuyện mình lại kế tiếp, có thể là 747, 748, 747, 748 gì. Cái livestream bữa nay sẽ là chuyện mình lại bỏ trên YouTube, các bạn có thể coi lại nhé. Ồ, còn một cái điều nữa là thời gian gần sau này thì những cái chuyện mình lại của Việt Thảo post lên trên YouTube, Việt Thảo không có share qua Facebook. Cho nên có nhiều bạn không có YouTube, các bạn chỉ coi cái chuyện mình lệ của Việt Thảo trên Facebook từ trước đến giờ. Cho nên như Ngọc Phượng chẳng hạn ở Cà Mau hỏi Việt Thảo là sao bây giờ không vô Facebook coi được nữa cái chuyện mình lệ, chuyện mà. Là tại vì đúng ra thì Việt Thảo share, nhưng mà hôm nay không có share nha, không có chia. Thành ra không có chia sẻ đó. Cho nên sau ngày hôm nay, những cái chuyện bên lề nào Việt Thảo chưa có chia sẻ bên Facebook, Việt Thảo sẽ chia sẻ bên Facebook để các bạn đó có thể coi được. Còn các bạn nào vô YouTube thì vô YouTube nha. Việt Thảo quên,
Tưởng rằng ai cũng vô YouTube được, nhưng mà có nhiều bạn không có YouTube. Các bạn chỉ chia sẻ nhau trên Facebook. Thì Việt Thảo có những chuyện mình lề nào chưa chia sẻ trên Facebook, Việt Thảo sẽ chia sẻ cho các bạn. Nguyễn Minh Hoàng đăng nhìn. Tân Chelsea chúc chú sức khỏe. Xin cảm ơn. Lý Gia Khang, con no quá ba Thảo ơi. Vũ Thị Hạnh, cháu chào chú ạ. Xin chào Úc Nguyễn, chào thần tượng của em, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Nguyễn Phát, chào đồng chí chú Thảo. Cái chữ đồng chí thật sự là một cái tên gọi nó dễ thương lắm. Đồng chí là đồng chí hướng. Nhiều người không hiểu sao này cứ gọi nó đồng chí là Trịnh Trần thích nghe tiếng chú ghê. Thanh Dương tim từ tên Thảo chơi chú tiếp tục cái chuyện ma đi chú. Trịnh Trường buồn quá chú à, tại sao chú lại không được về Việt Nam tự do chứ? Ai nói rằng chú Việt Thảo không được tự do về Việt Nam? Chú chưa bao giờ tuyên bố câu đó nha, xác nhận nha, nếu không hiểu lầm. Việt Thảo chưa bao giờ nói cái câu là tôi không được tự do về Việt Nam. Tôi chưa nói câu đó. Vì chính tôi đã về Việt Nam thăm mẹ tôi mà, thăm gia đình được mà. Tôi chỉ nói là nếu đi về thu hình hay là về biểu diễn, giống như đi về làm MC đám cưới, đi về làm MC cho một chương trình ca nhạc, một cái event, hay là đi về làm cái gì không biết có liên quan, thí dụ cầm cái microphone lên nói chuyện, thì phải có xin phép. Chỉ cần có một công ty nào đứng ra, thí dụ bây giờ công ty Tiên Sa ở Việt Nam, hay là một cái công ty nào đó, một cái đài truyền hình chẳng hạn, hay là cái xưởng phim chánh phương phim, nếu mời tôi về làm việc xin giấy phép thì về được tự do, không có gì thắc mắc cả. Còn nếu Việt Thảo không về làm việc, không về để đi thu hình, làm phóng sự, đi về chơi, đi du lịch, đi thăm gia đình, được hết nhá, rất là tự do, không có cái gì trở ngại. Và nếu Việt Thảo đi chơi cầm cái máy thu hình quay chơi được, không sao cả. Nhưng nếu quay làm chuyện mình lề bỏ lên YouTube đàng hoàng, cái đó phải xin phép. Các bạn sẽ hỏi rằng tại sao những người khác không cần xin phép mà Việt Thảo phải xin phép? Tại vì những người khác là những cá nhân đi du lịch. Việt Thảo cũng là cá nhân đi du lịch, nhưng người khác không phải là MC Việt Thảo. Người khác tên Việt Thảo có, nhưng mà MC Việt Thảo chỉ có một. MC Việt Thảo là một người không phải bình thường. Nói hơi khác thường ở chỗ tôi là một entertainer, tức là một người biểu diễn, một người đứng trên sân khấu, là một nghệ sĩ. Cho nên muốn làm cái gì phải có giấy phép. Dạ, rõ rồi ha. Okay. Triệu Nguyễn mong chú một lần Việt Nam. Chú dễ rồi, không cần mong, dễ rồi. Mới về thăm gia đình nè, thăm mẹ nè. Chú Karma, chú kêu tên con Karma, con rất thích, kêu rồi. Tim Chivas, chú Thảo đợt thu hình đường về gì đó, coi không kịp. Chúc Việt Thảo sức khỏe. À, có nhiều bạn vẫn quan tâm đến sức khỏe của Việt Thảo. Nói sao bây giờ? Đương nhiên, khi mà cái tuổi 64 bắt đầu gần 65 rồi gần tới 70, cái sức khỏe nó yếu dần, cái chuyện đó không phủ nhận được nhé. Khi tuổi càng lớn là cái sức khỏe mình càng yếu, không phủ nhận được. Vấn đề là thời giờ tập thể dục, ăn uống điều độ không có. Cho nên đó, ngay cả cái thời gian mà làm chuyện ma này cũng tốt. Nếu mà các bạn thử tưởng tượng bây giờ Việt Thảo vẫn tiếp tục đi thu hình ăn uống đi, là càng ngày càng mập ra nha. Không chừng thời gian mà làm chuyện ma này cũng là điều tốt đó. À, có lý à nghe. Như vậy thôi, ngồi làm chuyện ma hoài đi, khỏi đi ăn thì khỏi mập nhá. Cái thứ hai nữa, có lẽ điều này tôi nói mà tôi chưa có trình bày với ai ở ngoài public, ngoài công cộng cả. Có lẽ Việt Thảo phải hạn chế lại, giảm bớt lại, nhận ít xô lại. À, tôi nói điều này nó hơi có vẻ căng thẳng chút. Thay vì chùa nào gọi mình cũng nhận lời, nhà thờ gọi nhận lời, casino gọi cũng nhận lời, bầu xô gọi nhận lời, ai gọi cũng nhận lời, Úc Châu gọi, Âu Châu gọi, ở đâu cũng nhận lời. Bây giờ nên suy nghĩ kỹ lại, xô nào nên nhận và xô nào nên không, có nên đi hay không, và
có thể là trong một tháng, thay vì tuần nào cũng đi. Và có thể trong một tuần mình đi 2 show, 3 show. Thì bây giờ phải hạn chế lại. Thứ nhất, hạn chế là nếu tuần nào cũng đi thì nên nhận 1 show, không nhận 2 show nữa, thậm chí có nơi 3 show. Còn hoặc là 1 tháng có 4 tuần thì nên nhận 3 tuần chừa lên 1 tuần để nghỉ. Hay là 2 tuần chừa lên 2 tuần để nghỉ. Nó phải bớt lại, giảm bớt lại thì mới có thời giờ để lo cho sức khỏe của mình. Tôi nói thật các bạn nghe, có nhiều bạn cứ chọc ghẹo Diệt Thảo mập, Diệt Thảo già, Diệt Thảo ốm, xấu xí đủ thứ hết. Các bạn quên một điều, nói điều này để kể công chơi cho nó vui. Chuyện bên lề, video, những cái mà Việt Thảo làm cho các bạn đã lấy đi một phần nào cái sức khỏe của Việt Thảo. Các bạn thử tưởng tượng đi. Thí dụ thay vì thời giờ này livestream nè, nhé, tôi không livestream, có phải tôi ngủ được chút nữa không? Tôi nghỉ ngơi khỏe. Thay vì ngồi kể chuyện ma, các bạn biết kể chuyện ma đâu có làm ban ngày được. Ban ngày sáng trưng à, trừ trường hợp tôi kiếm được cái hốc nào tối tôi mới làm được. Thì làm phải làm ban đêm, mà ban đêm đó tùy theo mình đang ở đâu. Rồi ban đêm đó, nếu ngay dịp cuối tuần mình phải đi làm show, rồi khi về tới nơi khuya rồi mà không chịu ngủ, phải thức để mà làm chuyện bên lề, để cho có kịp ra cho các bạn xem. Rồi hôm sau ngủ không đủ, ngủ không đủ nè, ăn uống không điều độ nè, rồi muốn tập thể dục không có thời giờ. Thay vì thời giờ đi tập thể dục thì lại dành thời giờ đó để mà làm chuyện bên lề. Các bạn biết đâu phải đọc cái bỏ lên liền được đâu. Đọc chuyện bên lề rồi phải không? Phải bỏ nó vô trong cái laptop của mình. Bỏ nó vô cái software. Việt Thảo đang xài cái, tôi nói luôn, tôi nhiều bạn hỏi, Việt Thảo đang xài Premiere nhé, để mà edit. Edit là sao? Mình bỏ nó vô, mình cắt chỗ nào, thí dụ mới vô Việt Thảo đâu có nói liền, phải bấm máy. Bấm máy hello Việt Thảo xin chào các bạn, thì phải cắt chút đầu đó, hay là cái đuôi, cắt cho nên nó ngay ngắn đàng hoàng lại, rồi bỏ vô chuyện bên lề, chữ số tên này kia nó đủ thứ hết. Thì xong rồi đó mình phải export nó, render, export, ôi sao nó mất thời gian. Upload mà gặp cái chỗ nào mà cái wifi chậm thì lúc đó là khỏi luôn, nhiều khi cả ngày nhé. Cho nên các bạn, thời gian mà Diệt Thảo dành cho các bạn nhiều lắm. Nếu tôi ích kỷ, tôi chỉ nghĩ bản thân tôi thì không có nhiều chuyện ma để coi đâu, không có nhiều video để xem đâu. Và tôi có thời giờ để tập thể dục, để giảm cân, con người tôi sẽ rắn chắc, khỏe mạnh, đẹp hơn nhiều nhé. Các bạn biết hiện giờ quần áo Việt Thảo có mấy trăm bộ không? Trên 1000 bộ, trong cái mấy trăm nữa. Bỏ bớt, kể cả vest nha, kể cả sơ mi, quần jean đủ hết. Quần là tại vì nó bị chật mặt không được. Các bạn tưởng tượng tôi chỉ cần diet giảm xuống 10 pound thôi là tôi có hàng trăm bộ đồ để mặc nữa. Bây giờ có mấy bộ đồ thay quá thay lại hoài là tại vì phải mặc đồ rộng. Cho nên nếu tôi chỉ nghĩ tới cho tôi thì tôi sẽ đẹp trai lắm, tôi sẽ khỏe mạnh lắm, tôi sẽ ốm, dáng người nhỏ nhắn đàng hoàng nhé, chứ không có mập, và sức khỏe tốt hơn nhiều. Cho nên các bạn ơi, à, nói tới đây nhớ em hình như em Nguyễn Phi Hùng, lâu lắm rồi em không có vô chửi tôi nữa. Tôi đang thắc mắc, thứ nhất có thể em chửi đã rồi, em mệt rồi em không chửi nữa, hay là tôi lại lo có khi nào em bị bệnh không, hay là em đi đâu xa, hay là em không có vào được trong Instagram nữa hay là Facebook nữa. Tại hồi đó mỗi lần mà tôi bỏ lên Instagram là cái gì cũng vậy, là chửi liền. Nhưng mà tôi nhớ có lần livestream thì tôi có nhắc tới nhưng mà không có nhắc tên em. Tại vì tôi cảm ơn em, nhờ em chửi như là một cái lời cảnh tỉnh tôi, để cho tôi đừng có làm những cái điều sai trái. Em là Bồ Tát, hay là cái lời nói đó mà em hiểu rồi em không chửi tôi nữa. Lâu lắm không gặp, đâm ra tôi cũng lo. Nếu Nguyễn Phi Hùng có thể liên lạc được trên Instagram, cứ việc vào và post lên, nói cho anh Thảo hay chú Thảo biết là
em vẫn còn nha, nhưng mà tại vì em không có chửi nữa, chỉ có vậy nha. Đôi khi như tôi nói, cái người chửi mình tôi coi như là Bồ Tát, và tôi cảm ơn em. Và đến khi em không có lên tiếng nữa, tôi lại lo, tôi không biết là sức khỏe em có tốt không, hay là em có ok không nha. Hãy lên tiếng cho tôi biết, cảm ơn. Dương vui vẻ thôi, ra làm ly cà phê cho khỏe đi, đâu có cần cưng. Có cà phê uống mà. Còn bây giờ đó, như các bạn thấy con mắt bụp hết trơn nè nha, con mắt bụp hết trơn, mỡ nè, bọc mỡ đầy hết, mập. Người ta đi giải phẫu người ta cắt mỡ này ngang thì con mắt sẽ đẹp lắm. Có nhiều người ùa cho con mắt láng đẹp chỗ này, cắt cái mí mẹt mắt luôn, con mắt mở bự ra luôn nhé. Rồi hai bên đây cắt kéo càm thẳng, da thẳng đẹp lắm. À thôi, Diệt Thảo là vậy. Diệt Thảo là con mắt phải sụp sụp, già xấu mới là Diệt Thảo, còn đẹp quá hết rồi. Trung Nguyễn đối phó với hater thật cần học hỏi ở chú nhiều. Cảm ơn. Ô, em Nguyễn Phương bị con chửi cho chạy rồi. Không phải đâu, đừng nói vậy. Các bạn đây, Việt Thảo nói thật lòng, vừa rồi có một em có ý kiến hay, cái cách đối phó, đừng bao giờ dùng cái sự hẹp hòi hay cái sự ích kỷ hay cái sự nóng giận của mình đối với cái người mà họ không tốt với mình. Vừa rồi tôi có một cái sự hối hận rất lớn, nhưng mà tôi đã giải quyết được. Khi làm chương trình gây quỹ ở bên El Paso, Texas, chương trình mới đây nhất, hôm đó có anh Quốc Anh hát, thì thức ăn còn lại khá nhiều. Tôi mới đề nghị là có ai sponsor, mình lấy cái tiền đó còn là mình phát không? Thì đại khái cái chuyện bàn qua tính lại rồi, bên ban tổ chức thì có hai em còn trẻ dễ thương lắm, các em muốn nghĩ kiểu khác và tôi không đồng ý. Và sau đó tôi rầy, bực đó, nói không nghe, hư chuyện, đại khái vậy. Về đêm đó tội nghiệp, hai em cũng không ngủ được, không, nó lo sợ chú Thảo buồn giận. Còn mình về mình nói trời bà ơi, chuyện đâu có gì đâu, mình làm gì, tội nghiệp các em lo. Thế là sáng sớm tôi gọi, tôi báo kêu Phùng Thuận là một ca sĩ ở nơi đó, cũng là người chuyên chở Thảo tắc ke, nói là phải mời cho bằng được hai em đó đi ăn. Và cuối cùng hai em đó nhận lời nhé, và người chồng đi nhưng mà người vợ còn kẹt coi tìm. Tôi đến tôi trình bày rất rõ, thứ nhất phải xin lỗi, tại vì tôi lớn mà tôi làm để cho các em phải lo và để cho các em thấy rằng tánh tôi như vậy, cái nào không đúng là tôi nói, chứ không có để bụng, không có giận. Nói để cho các em hiểu, bởi vì coi như anh em mình đối xử như vậy. Và các em rất vui, thấy không? Đó, cho nên có những cái đôi khi sự việc không đúng ý mình bực mình cử, cái đó mình nên tránh, nó tốt hơn nhé. Mấy giờ rồi ha? Còn được khá nhiều, khoảng 20 phút nữa được nhé. Cũng như ở trên chỗ, thôi bỏ chuyện cá nhân, nhưng mà muốn nói nếu có ai chửi mình, có thể mình làm một cái điều gì đó mà người ta bị tổn thương mình không biết. Giống như có một em, có một lần ở một nơi, khi đến nơi thì em đã nhìn tôi rồi nói 20 năm, gần như hận tôi tới 20 năm. Hình như cái vụ gì để đi hát rồi sao mà không giới thiệu lên hay sao đó. Thì ra là hiểu lầm thôi. Rồi sau bữa đó là vui vẻ lại. Cho nên có đôi khi mình làm cái gì đó mà mình vô ý, vô tình làm tổn thương người ta, giận mình, cái đó nhiều khi không phải lỗi người ta. Cho nên em gì đó chửi tôi, nhiều khi không phải lỗi của em đó, mà có thể tôi làm một cái điều gì đó không đúng ý hay không hài lòng, hay là em thấy kỳ quá cho nên em mới chửi. Cho nên khi bản thân mình bị người nào chửi, nói xấu hay là đặt điều hay là cái gì đó, thì khoan hạ trách người. Hãy tự vấn lại mình, coi lại coi mình đã làm cái gì sai. Nếu mình thấy mình đâu có làm gì sai mà người ta chửi mình không đúng, thì dùng cái đó như là một cái
một cái tấm gương phản chiếu lại để mình soi rõ, đừng bị dấp những cái đó. Thí dụ tôi nói chuyện tôi không có chửi thề mà người ta quả quyết rằng thằng cha Dực Thảo chửi thề bậy bạ, thí dụ vậy. Con người vô văn hóa, vô giáo dục, MC mà không có đạo đức, nói chuyện chửi thề, thí dụ vậy. Cho dù có hay không trong cuộc đời mình, khi người ta nói câu đó đừng bao giờ tức giận liền. Nếu tôi có chửi thề cũng được, tại sao chửi tôi dữ vậy này cái nọ. Cho đó là mình hơn thua với người ta, cảm ơn người ta. Và nếu mình không có thì tốt, mà nếu mình có mình sửa đổi, mà không có thì coi như đó là cái sự phản chiếu lại. Đừng bao giờ chửi thề như người ta nói nha. Nếu ai cũng đối xử được như vậy thì xã hội này tốt, mạng tốt hơn nhiều, Facebook tốt hơn nhiều nha. Ở trên YouTube tôi xin lỗi là có nhiều em tôi phải block, là tại vì xin lỗi nha, để tôi nói chuyện thẳng chút thôi, không được nói thẳng qua cũng khó lòng. Em đâu không hiểu gì hết mà vô cứ chửi. Cũng như bây giờ ở trên Facebook, ở trên fanpage MC Việt Thảo vậy, trong inbox có một người tên là Nghiệp Phạm. Tôi có vô website tôi nhìn nè, vô Facebook tôi thấy mà. Ui cha, chửi tục, chửi tiểu, chửi luôn cả mẹ tôi, chửi tầm bậy tầm bạ. Mà tôi cũng không có block, kệ, muốn chửi gì chửi. Cái đó chửi trong chỗ riêng đó, cá nhân đó, chứ không phải ra bên ngoài. Không hiểu luôn. Thôi kệ. Nghe các bạn, nhớ hãy đối xử nhau bằng cả tấm lòng. Ai chửi mình, hãy coi họ như là Bồ Tát. Cảm ơn. Nha. Trong khi thí dụ em đó chửi tôi mà giờ này tôi không giận mà tôi còn phải quan tâm, tôi không biết, lâu quá không thấy nó chửi. Đâm ra lo. Ok. Trường An cứ kêu đừng quan tâm đến họ, phải quan tâm, phải quan tâm. Tôi nói câu này các bạn có thể trách tôi. Đối với các bạn hiện giờ tôi không quan tâm nữa. Tại vì các bạn là những người bình thường, các bạn thông minh, các bạn có văn hóa, các bạn là những người kết bạn được, các bạn có nhiều bạn. Nhưng mà những em đó là những người cô đơn nhất. Những người đó là những người có thể họ không hội nhập vào trong xã hội được, hay bị ruồng bỏ, hay họ bị mang một cái chứng bệnh. Đó là những người mình cần phải quan tâm tới. Những người ghét mình, chửi mình chừng nào, mình nên quan tâm tới họ. Xin lỗi, tôi nói câu này hơi nặng. Một con chó ở bên đường, nó chạy lang thang, sủa bậy sủa bạ, người ta cũng phải coi con chó đó chủ ở đâu. Rồi người ta tìm cách coi coi trên cái mình con chó nó có cái thác hay không, tức là có chủ hay không, hay là chó hoang. Rồi nó có bị bệnh hay không, người ta sẽ bắt về, để rồi người ta coi có bệnh hay không để người ta trị. Và người ta nhốt vào trong những cái chuồng riêng, nuôi ăn uống đàng hoàng. Rồi nếu mà không có cái gì đàng hoàng thì để cho có ai ai đáp, tức là nhận nuôi thì người ta cho. Ngay cả con vật còn đối xử như vậy thì đừng nói chi là con người. Phải không nè? Có nhiều em bị bệnh trầm cảm, không muốn nói chuyện, không muốn nói chuyện với ai hết, và có thể đi đến tự vẫn được. Họ thấy cái đời sống này không tốt, không đáng để sống, và họ cảm thấy chết một cách dễ dàng. Và có rất nhiều em đã tự vẫn chết vì trầm cảm. Mình mong muốn các em đó nói chuyện, mong muốn các em đó hội nhập với mọi người và đừng tự vẫn chết. Thì tại sao có những em hội nhập và có những cái thái độ kỳ lạ đó, mình phải tìm hiểu coi như thế nào để cứu vớt các em. Tôi chỉ nói tới đó, không nói nhiều nữa nha. Đề tài hơi lớn. Chú Thảo cây chuyện ma có thể cho nhạc rùng rợn vậy đó. Việt Thảo không muốn làm điều đó rõ ràng lắm. Giống như nhiều người cố tình để mà thí dụ như kể tới đó lên một cái cho người ta giật mình hồi hộp không. Việt Thảo kể chuyện ma không phải là cái nghề của Việt Thảo. Thí dụ như Việt Thảo không phải là viết chuyện ma, mình là tác giả, mình viết ra, mình đọc cho hồi hộp rồi mình bán cái sản phẩm. Không có, không có nghe. Việt Thảo làm hoàn toàn là giống như
trong đời sống của mình từ nhỏ lớn biết, kể lại cho các bạn nghe, rồi tự nhiên qua đó mọi người gửi vào chiếc thảo đọc chia sẻ cho nhau nghe nha. Chứ u trai ngồi ở đây phía sau lưng có người đi qua đó mà trong ánh mắt cứ dòm vào cái điện thoại thấy bóng người đi qua là giật mình giống như ma đi. Các bạn có tin đừng kể chuyện ma riết sợ không? Sợ lắm luôn á, lo mà. Ây da, có được khi tôi ngồi rồi người bạn đến dịnh dài một cái lúc hết hồn luôn á, la lên luôn đó, đi ngang đó. Các bạn thì muốn tôi để nhạc để cho nó kích thích, coi cho nó đã. Tôi thì không có. Việt Thảo có để chút xíu nhạc để cho nó bớt trơ trẽn nha, để cho nó có. Việt Thảo có để nhưng mà nhẹ nhẹ thôi chứ không có dám ồn ào lớn quá. Trường An, chú kể đã thấm lắm rồi, còn chim nhạc chi nữa. Nguyễn Quốc Cường, chú Thảo cứ kể chuyện ma dài dài, con tin YouTube chú sẽ được nhiều người nghe. Tân Chelsea, Hot Girl sau lưng Đoàn Mén, ba nhớ Trịnh Việt Hùng, fan của ba. Cái gì đó, cái gì đừng nói mới mất à. No, không có nghe, muốn coi lại cái tin đó coi không kịp. Nhớ Trịnh Việt Hùng, nhớ Trịnh Việt, phải không? Kể chuyện mà lòng nhạc thì không còn hay nữa gì đấy chú ơi. Ủa sao vậy? Lý Công Thành hôm nay còn mất video chú. Hồi tối hôm qua Việt Thảo mới upload lên rồi tối ngủ, khuya đi rồi không có kịp làm gì hết nghe. Muốn gì làm phải bữa nay mới làm được, con thỏ chú Thảo ơi. Cái gì đó, người ấy bỏ con à, nói không kịp, đọc không kịp. Đang nghĩ cách nào để làm sao mà mình đọc được hết ta. Có một điều là vừa rồi hình như có cái câu hỏi con có một người tình bỏ đi đó. Nói chung thì các bạn nào có những cái tâm trạng gì mà cảm thấy cần chia sẻ, và có thể nó giống như những người khác thì chia sẻ, Việt Thảo sẽ tâm tình ở trên truyền bình lại. Đoàn Hoàng Minh, chú vuốt lên hả? Để coi thử vuốt lên là sao. Nguyễn Viên Ngọc, chú Thảo kể một cách truyền cảm được tự nhiên đó chú, cảm ơn. Trần Bảo Roni, chào chú. Vĩ Lê, chú ơi, đi Tân Cảng Newport đi. Đó. Như các bạn đề nghị mà tôi vẫn chưa hiểu. Tân Cảng Newport Seafood Restaurant, mình đã thu hình 2-3 lần rồi, quay những món ăn rồi. Kỳ rồi Việt Thảo đến thấy con King Crab lớn quá. Việt Thảo nói với anh Lợi, nói thôi bây giờ để Việt Thảo thu hình ăn con King Crab, hấp nguyên con cho mọi người coi. Kỳ rồi mình chắc ra anh không chịu. Yeah. Anh nói trời ơi, sau khi đưa video lên rồi bán không kịp, bán trong đó người ta muốn chết hết trơn. Bây giờ đưa lên nữa chết hết á. Ông nói tắt cười lắm. Người ta không muốn nữa, mệt quá rồi. Dạ. Nhưng mà các bạn đề nghị nếu lại Tân Cảng ăn thì quay cái gì? Không là ăn lobster nữa. Thấy chưa? Cho nên đề nghị cái gì hợp lý chút đi bạn. Lưu chú lòng tiếng in movie Đời Đau Khổ. Oh my goodness. Nhắc lại cái bộ phim Đời Đau Khổ của Đài Loan. Hồi xưa khi mà đặt cái tựa Đời Đau Khổ, cái bộ phim ra, không ai coi hết á. Người ta, đó, các bạn thấy nha, đây là kinh nghiệm trong đời sống rất hay. Cái bộ phim Đời Đau Khổ ra, người ta không coi, ít lắm. Nhưng mà càng về sau càng coi nhiều. Cho tới bây giờ nhiều người vẫn đi tìm coi, coi đi coi lại và giới thiệu cho người khác coi, vì một bộ phim rất hay. Nhưng mà tại vì cái tựa nó khổ quá, nghe Đời Đau Khổ. Rồi cái thứ hai, vô cảnh đó, nhà quê quá, tài tử xấu quắc, không có đẹp nha. Toàn nhà quê mà, đương nhiên đẹp nhưng mà nó giả trang thành người dân quê, thành nó nhìn không có lộng lẫy như kiểu Hàn Quốc bây giờ mà đẹp ở thành phố. Cho nên cái tâm lý của người mình xem là gì? Khoái cái gì cho nó đẹp lộng lẫy. Cũng như, tôi xin lỗi nha, nói một câu đó, nó hơi buồn. Nói chuyện bình dân, nói chuyện gần gũi có nhiều người không chịu. Muốn nghe nói chuyện cho sang, lịch sự để chi? Để cho thấy mình là cũng là dân trí thức lịch sự. Ăn uống cũng vậy, tôi muốn tôi ngồi tôi ăn cho nó đàng hoàng, mặc dù ăn không ngon lành của ông mẹ gì hết, để chi? Chứng tỏ mình là dân có học thức.
Có những người hay lắm. Tôi nói nha, có người nha, triệu phú nha, tiền trong tay xài không hết, xà xuống dưới lề đường, ngồi ăn tô bún xì sụp ngon lành, đứng dưới trả tiền. Gặp nhau hai thằng cười, không ngờ. Có những người nghèo rớt mồng tơi, vô nha, ngồi muỗng đĩa ăn, ra vẻ ta đây trí thức. Nói chuyện cũng vậy, thấy một cái người bình dân nói chuyện họ coi thường, vì họ đánh giá người đó thấp hèn. Xin lỗi, cái sự thấp hèn chưa chắc qua cái hình dáng bên ngoài nha các bạn. Cho nên cái bộ phim Đời Đau Khổ lúc đầu chính vì cái tâm lý đó người ta không coi, nhưng mà cái cốt truyện nó hay đến độ truyền miệng nhau rồi lúc đó người ta coi và người ta thấy nó hay. Nói về cuộc đời của một bà giàu có, bà kể lại cái chuyện hồi nhỏ không được đi học, nhà nghèo, phải đi coi em cho người ta, lén đi học, rồi như thế nào mà sau này trở thành người giàu có. Rất là hay. Xem Nguyễn con thích nhất phim Vượt Biên của ba, con đi xem lại với mắt cười. Trang Trần, con như chú không cầu kỳ, không phân biệt. Đúng rồi Nguyễn Trọng Biên, con nhéo má ba Thảo đau không ba? Chào chú Thanh Đăng, con chào chú, con mới vừa đi làm về thấy chú online. Quỳnh Kim, hello, lâu quá mới gặp anh, khỏe không anh? Dạ khỏe. Sau chuyến leo núi Rainier chú giảm được bao nhiêu pound rồi? Thực sự leo núi Rainier đó, để coi mấy giờ cái đó, 7:53, hồi nãy là bắt đầu 6:00 mấy thì phải nhé. Ủa, bắt đầu 7:00 mấy, cũng gần 1 tiếng rồi. Ồ, thấy có Ngọc Phượng thì phải, thấy hình có Ngọc Phượng lên kìa. Cái núi Rainier thật sự nếu Việt Thảo mà ở đó đó, mà có thời gian nha, tôi chỉ cần chạy lên chạy xuống mỗi ngày, chạy lên chạy xuống mỗi ngày thì cỡ nào nó cũng đẹp hết. Nhưng mà hôm đó đi đó, thật sự tay cầm máy vừa quay với anh em, rồi vừa đi vừa quay, cho nên mà chiều hôm đó là phải bay đi rồi, cho nên lên vội vã quay cho lẹ đặng còn đi xuống. Các bạn biết đi lên rồi đi xuống, ra kiếm xe Bắc Kinh, rồi đi từ đó về tới phi trường gần 2 tiếng nữa. Cho nên phải vội vã, mình không có thời gian nhiều. Chứ đúng ra leo núi đi từ từ nó hay lắm nha. Thành ra cũng vậy thôi hà. Nhưng mà nói thiệt, nếu các bạn điều này có thể không tin, nếu tôi không kỹ nha, không kỹ đó, không có chuẩn bị tâm lý và lo cho mình đó, giờ này là tôi mập lù tròn vo rồi, chứ không có như thế này đâu. Tức là còn giữ lại chừng mực đó, với cái sức ăn như vậy, không điều độ mà không có thể dục thể thao nhá. Lý Công Thành 10 đêm. Nguyễn Tuyến, Nguyễn Đức, con cũng vừa nhận được thông báo ba đăng live xem muộn, mắt khá khá thiết quá. Các bạn nào xem livestream hôm nay bị trễ có thể xem lại trong chuyện bên lề kế tiếp, hình như 740, có thể 747 không, không nhớ, đại khái vậy. Trường An, chúc mạnh khỏe, cháu phải ngủ. Ồ, quên, Quân Ra Nghèo, chúc chú một ngày tốt lành. Như vậy các bạn phải đi ngủ bên Việt Nam. Bây giờ bên đây gần 8 giờ, 8 giờ bên bển 10 giờ đêm rồi. Hiện giờ ở California 8 giờ sáng, thì bên Việt Nam hình như là 10 giờ đêm nhé. Các bạn đi ngủ. Ồ, thấy chưa, các bạn còn ngon hơn Việt Thảo sướng hơn nhiều. 10 giờ các bạn ngủ rồi, trong khi có khi 1, 2 giờ sáng Việt Thảo còn thức để làm chuyện ma cho các bạn. Nguyễn Viên Ngọc, con chào chú Thảo. Ngân Sao Lì, con chào chú, xin chào các bạn đang dân còn cho Việt Thảo những trái tim. Ê, trái tim cho anh em. Chào chú, mới xem like chú lần đầu. Lên núi tìm ma hả chú? Tại Hạ Tống Giang. Ồ, thường quá. Cái vai Tống Giang Việt Thảo nói ở trong Anh Hùng Lương Sơn Bạc, phường Đông Hồng. Quỳnh Tôn, con giận chú rồi cũng chú Hoài mà mới kiếm ra. Hoài Phong, chú đi ăn quán hương đi ạ. Có liên lạc Hoài Tâm rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy liên lạc lại. Chúc chú ngày mới nhiều niềm vui. Trang Nguyễn Trần, trong cuộc đời chú có thấy ma chưa chú? Cái chuyện này thì Việt Thảo đã kể rồi. Nếu các bạn xem chuyện ma ngay từ đầu, như vậy bạn vừa rồi không có xem chuyện ma của Việt Thảo ngay từ đầu. Cái chuyện mà ma chơi ở giữa chợ Đầm Dơi nhé. Ê, Eric Hiệp Nguyễn, chào. Chào người anh em. Ê, Hiệp ơi. Ê, Hiệp ơi. Thứ ba là có thu hình chương trình tonight của Việt Thảo. Nhớ sáng thứ ba anh em mình gặp nhau ở trước Coffee Factory ăn sáng. Dạ. Yeah. Nhớ nhân hiệp. Minh Hiếu, dạ 1 giờ. Ố, sao 1 giờ 55 là sao? Trần Bảo Roni, con có nghe chú nói chuyện
Hoàng Loan Thị Lê, con chưa ngủ này chú, đang ngồi nghe chú nói. Chí Điền, có về Cà Mau không chú? Nguyễn Bảo, chú dạng dạng chưa á? Từ Thanh Thảo, một ngày đó chú không thấy người thường chửi chú nữa, chứng tỏ không có sức khỏe nữa chú. Từ Thanh Thảo nói chuyện vui ghê. Nói một ngày nào mà không thấy người ta chửi mình là tại người ta không còn sức khỏe. Không có. Ồ, có điều này Việt Thảo muốn nói. Cái kỳ mà hồi nãy Việt Thảo định nói là cái vụ nóng giận rồi bỏ ngang không nói đó, tại liên quan tới cái này nên nói nè. Vừa rồi đi show trên San Jose, tôi có gặp một cái người đó ngồi trong bếp. Họ nhắc lại cái chuyện có liên quan đến một người, hai người đàn bà. Mà hai người đó bây giờ chết hết rồi. Và họ cho thấy rằng, người đó cho thấy rằng họ rất là biết chuyện. Cho nên họ cứ bô bô họ nói với tôi. Và tôi xác nhận tôi là người trong cuộc, tôi biết chuyện và cái chuyện đó không đúng mà họ vẫn tiếp tục nói. Cho nên tôi giận, tôi cự cho một trận luôn. Từ đó muốn nhắc nhở các bạn một điều. Người sống muốn chửi bới làm gì làm. Nhưng khi cái người đã chết rồi, không cần biết họ làm đúng sai. Cái người đã chết rồi, đối với mình tốt hay xấu nó không còn quan hệ nữa. Với lại chưa chắc cái việc làm của họ chúng ta có nhận xét đã đúng. Thì đừng có dùng cái sự hiểu biết của mình mà kết luận người ta như thế này hay như thế kia. Hãy buông tha cho họ. Đối với tôi, khuyên các bạn và tất cả tôi cũng vậy. Những người nào đã chết rồi, nếu nhắc lại, hãy nhắc cái gì đẹp, nhắc cái gì tốt của họ. Còn nếu mà mình cho rằng xấu, không nên nhắc. Tại sao người ta chết đã mười mấy hai chục năm mà ngồi cứ kể thao thao bất tuyệt về họ mà nói những chuyện không đúng nữa mà cứ cho là đúng. Cho nên điều đó làm tôi nổi giận là vậy. Nhưng mà sau đó rồi thôi. Cho nên các bạn nhá, nhớ nha. Rồi Phát Đà Lạt Nguyễn, Nguyễn Minh Hoàng cho tim. À, mình chia tay được chứ các bạn, chia tay nhau nha. Thôi bây giờ tôi không nói nữa, tôi đọc tên một số các bạn để mình chia tay. Và các bạn nhớ xem chuyện mình lời à, kế tiếp sẽ là cái livestream này. Trân Tử Đan. Ồ, lòng phim bộ trong Hoàng Châu Cát Cát nha, chứ với Hoàng Châu Công Chúa, Hoàng Cao, Hoàng Châu Cách Cách đó, giai của ông Hoàng Thượng. Hoàng Thượng là ba của Hoàng Châu Cách Cách. Cái ông mà nói chuyện, ông mà nói chuyện chút ít nha. Khoa Đảng, con đang chờ món ăn của chú. Tên đăng nhập, bye chú. Nguyễn Quốc Cường, con ở Sóc Trăng gặp ma nhiều mà vẫn còn yếu quá, không dám gửi chú Thảo. Ồ, nhắc lại nha, chuyện ma các bạn gửi cho Việt Thảo không phân biệt dài ngắn, nhưng mà nhớ đó là chuyện của mình thì tốt hơn, và mình tự viết nha. Một điều nữa là trong cái tháng Halloween, Việt Thảo sẽ kể chuyện ma, chỉ còn 7 ngày nữa thôi, 31 tháng 10 là ngày Halloween. Nhưng mà nếu còn những cái chuyện ma chưa kể kịp thì Việt Thảo sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe nhé. Không có gì, không có gì ngại cả. Và một điều nữa, Việt Thảo không lựa, không có lựa chuyện hay chuyện dở. Đối với Việt Thảo, chuyện nào cũng như chuyện nào. Đối với các bạn coi, Việt Thảo xin nói rõ, đây không phải là chuyện ma chúng tôi làm, chúng tôi viết ra để rồi chúng tôi bán. Cho nên có sự đòi hỏi và chê khen hay dở, đối với tôi không có chuyện đó. Mỗi một chuyện ma các bạn gửi cho Việt Thảo, nó là sự trải nghiệm của mỗi người, dài ngắn tùy theo chuyện. Thấy ma cỡ tầm dốc nào, đó là hoàn cảnh của mỗi người. Chúng ta không bắt buộc cái chuyện ma đó phải hay dở. Có người coi nói, ô chuyện ma này dở, chuyện ma kia chứ. Ở đây không có hay dở. Tại vì cái hoàn cảnh của ma xuất hiện trong cái môi trường đó, nó là như vậy. Nhá. Có người thấy nhiều, thấy những cái gì dữ dội thì các bạn lại vào nói rằng ồ cái đó là bắt chước phim viết lại. Rồi cái người nào mà người ta kể thiệt chỉ thấy đơn giản vậy thì nói ồ cái này có ở đồng coi. Mình coi mình không tốn tiền, mình thích mình coi, không thích thôi. Chê khen là quyền của bạn, nhưng mà tội nghiệp cho người viết chuyện, đúng không ạ? Người ta có tâm lòng kể lại mà. Cho nên Việt Thảo một lần nữa nhắc lại, tất cả các chuyện của bạn Việt Thảo sẽ coi và nghiên cứu tìm cách. Nếu các bạn nào viết văn không ấy thì tôi sẽ sửa lại. Nếu các bạn nào cái câu chuyện mà tôi thấy nhiều cái tôi không hiểu, tôi phải suy nghĩ nhiều lắm. Nhiều khi các bạn viết chữ nó không có rõ ràng nhé. Ok, nhắc lại lần nữa, chuyện ma sẽ được tiếp tục kể cho đến tới thành Halloween. Và sau đó nếu Việt Thảo có đi ăn, sẽ bỏ cái chuyện đi ăn lên, có làm phóng sự bỏ phóng sự lên, và chuyện ma sẽ tiếp tục xem kể. Có người đề nghị nói là chuyện ma nên làm vào ngày thứ tư. Có người đề nghị chuyện ma
Portland vào ngày thứ Bảy. Xin thưa, chuyện ma Portland là khi nào Việt Thảo rảnh nha, chứ không có liên quan ngày nào hết. Ngày nào bận là không có làm được. Dạ. Nguyễn Trọng Bình đọc tên rồi. Nguyễn Thành Khởi, bye, xin chúc sức khỏe mọi người. Chú nhớ tên đăng nhập nha chú. Gillian Phụng is watching. Rồi, nhớ tên đăng nhập rồi. James Nguyễn, con chúc ba sức khỏe. À, à kêu làm ít clip lại. Làm ít like rồi bị rầy nữa. Ok, thôi, mình chuẩn bị chia tay. Và xin nhắc lại một điều. Có một điều là các bạn nào dùng cái hình của Việt Thảo làm avada, làm hình gì đó, thì các bạn cho nó rõ ràng. Thứ nhất, nên dùng tên của mình. Thí dụ như có nhiều bạn biết Việt Thảo tên Mỹ là Thomas Victor Taylor, tên Việt Nam là Trịnh Việt Thảo, thì các bạn dùng hình của Việt Thảo rồi dùng tên cũng giống như Việt Thảo hay là tên khác, nhưng mà trả lời nói giống như Việt Thảo, người ta có thể hiểu lầm. Không nên, mình là mình nhé, Việt Thảo là Việt Thảo. Có nhiều người hiểu lầm hoài, hỏi cái người đó, cái đó gọi là gì của Việt Thảo mà tại sao gì gì. Thôi các bạn nên dùng hình của mình đi, hình của mình. Còn thương Việt Thảo thì theo dõi và tâm tình với Việt Thảo được rồi nha. Mình không cần mở ra một cái trang để luôn cả tên hay là hình ảnh giống như Việt Thảo, không cần thiết nha. Từ Tân Thải, ba chú, bye Hoàng Tân, bye bye. Tìm quá trời luôn, bye bye mọi người. John Derek, hello anh Việt Thảo, hello Trọng Nhân. Mùa nước cá lớn, cá linh ngon lắm. Jenito, chúc chú nhiều sức khỏe, love you chú. Đăng Dương, bye. Bye Đăng Dương. Trần Tử Đan, bữa nay con gọi chú Hoàng A Mã. À, trong đó là Hoàng A Ma, chẳng phải Hoàng A Mã. Teddy Phan, kết bạn với chú Thảo. Trần Đăng, làm người của công chúng khổ thiệt. Phương Trần, chào chú, chúc chú luôn khỏe. John Derek, hello anh Việt Thảo, hello John Derek. Trần Khang, đọc tên rồi đó Trần Khang. Tên đăng nhập, tên đăng nhập đăng hoài. Tám giờ bao nhiêu phút rồi ha, bao nhiêu phút rồi các bạn, bao nhiêu phút rồi không biết, không biết. Thôi bye bye, xin chào mọi người. Việt Nam ngủ ngon, chúc các bạn ngủ ngon. Thank you, cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream lần này và coi như là chuyện bên lề view của Thảo. Thank you, I love you, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện minh lệ của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Việt Thảo rất thích ăn ở Hip Hop và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng Hip Hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Người thợ nail tỉ mỉ, chăm chỉ, đem hết kỹ năng của mình làm sao cho khách được hài lòng để giữ vững cái job của mình. Các chủ tiệm nail lúc nào cũng muốn trong tay của mình có một đội ngũ chẳng những vững mạnh, còn có những sản phẩm tốt nhất, tiêu chuẩn nhất để làm hài lòng khách hàng nhằm tăng cao lợi nhuận của salon của mình. Còn những chủ nail supply, họ không cần một đội ngũ chuyên nghiệp, mà họ cần những sản phẩm mới nhất, tốt nhất, độc đáo nhất để cung ứng cho thị trường phát triển của ngành nail khắp nơi. Và từ đó, những người dày dặn kinh nghiệm trong ngành nail đã nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm vượt trội của năm 2019. Do công ty Nitro sản xuất. Và một trong những sản phẩm vượt trội đó chính là bột nhúng Nitro, còn có tên gọi là Nitro Healthy Dipping System, do công ty Nitro sản xuất. Các bạn muốn tìm hiểu về những sản phẩm vượt trội
trong năm 2019 của công ty Nitro Made in USA. Hãy vào website www.nitronails.com hoặc gọi điện thoại số 855-747-8581. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Cho dù cách xa vạn dặm nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đã ăn cơm gạo nàng hương chờ đào rồi. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chờ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuonchoadao.com. Các bạn ơi, để đáp lại yêu cầu của các salon, những nơi làm nail muốn có những cái màu sắc mẫu mã mới đẹp dành cho khách hàng, nó phải có một sự thay đổi. Để đáp ứng lại cái yêu cầu đó, CNC Gel đã cho ra 4 cái collection trong năm 2018. Đó là Party Collection, London Collection, Bling Bling Collection và Platinum Collection. Party Collection với những màu sắc tươi trẻ, vui tươi cho những party, những event, những nơi vui lễ hội. London Collection với những màu sắc của mùa thu và mùa đông, giống như bầu trời của London, Anh Quốc. Bling Bling Collection với những màu sắc tươi trẻ, sống động của giới trẻ, và Platinum Collection với những màu sắc sang trọng, quý phái, lộng lẫy, rực rỡ. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu 4 collection của CNC Gel đến với tất cả quý vị trong ngành nào. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ này, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đang thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer hoặc anh Peter Hà ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth.